Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV! Mở đầu bản tin trưa nay thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2015 là phần tấm lực các tin chính. Lãnh tụ đối lập Miến Điện Ulsan thăm Trung Quốc vào tuần tới Cựu Phó Chủ tịch FIFA sẵn sàng khai hết chuyện tham nhũng Sài Gòn có thêm 58 khu đèn đỏ Sau đây là phần tin chi tiết Lãnh tụ đối lập Miến Điện, cũng là nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng thế giới, bà Aung San Suu Kyi, sẽ khởi sự chuyến viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên trong tuần tới, trong lúc mối liên hệ giữa hai quốc gia từng rất gắn bó, nay trở nên lạnh nhạt. Bắc Kinh trước đây đã là nguồn hỗ trợ chính yếu cho Hội đồng Quân nhân Miến Điện khi quốc gia này vẫn còn bị thế giới Tây Phương trừng phạt. Tuy nhiên, các tranh chấp ở biên giới và lo ngại bị Trung Quốc giành chiếm tài nguyên đã làm mối quan hệ của họ xấu đi. Đảng đối lập do bà Suki lãnh đạo đang chuẩn bị để tham dự cuộc bầu cử dự trù diễn ra vào tháng 11, vốn được sự hậu thuẫn của Washington, coi như là một bước quan trọng để tiến tới dân chủ tại quốc gia từng bị thế giới cô lập trong nhiều thập niên này. Bà Suki từng được các nhà lãnh đạo thế giới đón tiếp trong các chuyến viếng thăm, nhưng chưa rõ lần đi Trung Quốc này bà sẽ gặp ai. Trong thời gian qua, thì bà Suki đã bị một số chỉ trích vì không lên tiếng phản đối sự ngược đãi của chính quyền Miến Điện đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Khi đến Bắc Kinh, thì bao Nhiêu Phân cũng sẽ được kêu gọi hãy lên tiếng về trường hợp của nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba, cũng từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2010 và bị bản án 11 năm tù vào năm 2009 vì đòi các cải cách dân chủ ở Trung Quốc. Cựu phó chủ tịch liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, ông Jack Warner, nói rằng ông có vô số chứng cớ để liên kết FIFA, kể cả chủ tịch Sepp Blatter, vào tội tham nhũng trong bóng đá vốn tràn lan trên khắp thế giới. Theo báo Washington Post, thì ông Warner hứa tiết lộ tất cả những gì ông biết về những sai trái trong tổ chức điều hành bóng đá lớn nhất thế giới này. Ông Warner thêm rằng ông có chứng cớ liên hệ với các giới chức cao cấp của FIFA với cuộc bầu cử vào năm 2010 ở nước ông là Trinidad và Tobago. Ông Warner, cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá vùng Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribbean là tâm điểm của cuộc điều tra tham nhũng trong FIFA. Công tố viện Mỹ nói rằng ông Warner nhận món tiền hối lộ 10 triệu đô la để đổi lấy việc ông ủng hộ cho Nam Phi bằng cách bỏ phiếu cho nước này được đăng cai World Cup 2010. Trên chương trình truyền hình dài 5 phút, nhan đề là Jack Warner, The Gloves Are Earth", Ông Warner nói ông đã giao các tài liệu về những chuyển khoản tài chánh của FIFA cho các luật sư. Sau khi công tố viện Hoa Kỳ đưa ra lệnh khởi tố 14 giới chức cao cấp của FIFA và những thương gia liên hệ hồi tuần trước về cáo buộc tham nhũng, thì ông Warner bị bắt ở Trinidad. Ông Warner được phép đóng tiền tại ngoại, nhưng phải nộp sổ thông hành và phải báo cáo cảnh sát mỗi tuần hai lần. Ông đang chờ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Liên quan đến phần tin Việt Nam, thì việc phát sinh nhiều khu đèn đỏ là cái tác vọng giới cầm quyền Sài Gòn khi luôn miệng tuyên truyền các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm, ma túy đang có nhiều chuyển biến tích cực. Truyền thông Việt Nam loan tin ngày 4 tháng 6 tại Hội nghị tổng kết 6 tháng phòng chống tệ nạn xã hội, thì ông Trần Ngọc Du, chi cục trưởng phòng chống tệ nạn xã hội, lao động xã hội Sài Gòn, cho biết là tình trạng mại dâm đang diễn biến phức tạp. Theo ông Du, thì trong 6 tháng đầu năm 2015, thành phố Sài Gòn có thêm 58 tụ điểm tuyến đường có hoạt động mại dâm. Bên cạnh đó, thì thực trạng nhiều khu đèn đỏ ở trung tâm thành phố như ở đường Nguyễn Chí Thanh, An Dương Vương, Hồng Bàng ở quận 5 hay ngã tư Đào Duy Từ, Ngô Quyền ở quận 10, đường Tú Sương ở quận 3 đã hoạt động liên tục từ năm 2011 đến nay. Tình trạng mại dâm nam, đồng tính, có yếu tố nước ngoài được cho là có dấu hiệu ngày càng phức tạp. Hoạt động mại dâm tại thành phố Sài Gòn đang ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức như là chạy xe máy, rao bán dâm, khiêu dâm và kích dục tại các nhà hàng, cơ sở gội đầu, vân vân. Đặc biệt là tình trạng môi giới chào bán dâm diễn ra công khai trên mạng Internet, điện thoại di động đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Vừa rồi là bản tin buổi trưa ngày thứ Sáu, 5 tháng 6 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.